tên là Indra Chaka, người Chăm ở Ninh Thuận. Tôi là Nguyễn Trinh Thi, tôi là nghệ sĩ làm chuyên về chất liệu là phim và video, đôi khi là installation. Tôi tên là Nguyễn Quốc Thành, tôi thành viên của nhà sản Collective và tôi có làm một cái dự án tên là Queer Forever. Dự án được Đồng Anh tài trợ là tên là Vườn Lài Xứ Sở Diệu Kỳ. Mình đã và đang làm nhiều cái công việc cá nhân liên quan tới bảo tồn những cái di sản của người Chăm cũng như là tìm cách thể hiện nó bằng nhiều cách khác nhau, nhiều phương tiện khác nhau. Và hiện tại đang làm một cái dự án Farm Lab với Hội Đồng Anh liên quan tới việc xuất bản sách, lưu trữ tiếng trống ghi năng, trống cổ truyền của người Chăm và làm một cái bộ phim tài liệu mang tính đương đại. Vì mình là nhạc sĩ cho nên là các dự án hiện nay làm chủ yếu là liên quan đến âm nhạc và cụ thể là âm nhạc đương đại và thể nghiệm. Khi mình bắt đầu làm thì bao giờ thì đương nhiên là mình cũng sẽ bắt đầu từ những cái thứ mà mình quen thuộc mà gần gũi với mình nhất. Thì cái đấy nó nằm trong cái gọi là cái capacity của cá nhân mình trước. Thì mình sinh ra lớn lên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nên là những cái dự án đầu tiên mà kết nối di sản mà mình làm, mình tổ chức, mình nghĩ ra cho đom đóm ấy là liên quan đến những cái mấy cái loại hình âm nhạc truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ trước. Nhưng sau đấy nếu mà có điều kiện thì cũng rất là muốn mở rộng ra thêm cả những cái vùng âm nhạc, vùng văn hóa bản địa khác nữa của Việt Nam. Mục đích đầu tiên của bộ phim thì mình đang kể một cái câu chuyện, là một cái cuộc đối thoại giữa các cái thế hệ khác nhau. Nhưng mà sau đó thì những cái đối tượng nhân vật của mình nó mở rộng ra và đôi khi là nó cũng không liên quan đến âm nhạc. Nhưng mà chính những cái bối cảnh, những cái câu chuyện ở bên ngoài lề đấy nó đã làm dày lên cái chất liệu cũng như là những cái quan điểm rất là đa dạng và phong phú về cái chủ đề mà mình đang theo đuổi. Đấy là tương lai của truyền thống là gì và liệu nó có thật sự quan trọng không đối với mỗi người và đặc biệt là cái thế hệ người Việt Nam mới, người Việt Nam trẻ. Cái dự án này thì có tên gọi là Theo Vết Con Hổ Câm, ghi hình lại cái âm thanh bản địa tại khu vực Tây Nguyên. Tôi là người làm phim và dùng về chất liệu là hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà trong cái dự án này thì tôi lại muốn quay cái sự chú ý nhiều hơn về cái âm thanh và cái giác quan là về nghe. Mà tôi nghĩ là đấy là một trong những cái đặc điểm văn hóa truyền thống và rất là đặc biệt và rất là hay mà hiện giờ nó đang bị mai một đi rất là nhanh, bởi vì là cái văn hóa của chúng ta bây giờ là văn hóa văn minh theo kiểu phương Tây, thì càng ngày cái sự gọi là thống trị của cái thị giác các hình ảnh, còn cái giác quan về nghe của chúng ta càng ngày càng kém và nó sẽ lùi xa ra khỏi cái những cái khả năng mà ngày xưa chúng ta đã từng có. Ngay cả người Kinh thì trước kia thì cũng là có những cái văn hóa về truyền miệng mà bây giờ chúng ta đang mất đi. Thì có một số dân tộc ở Tây Nguyên thì họ vẫn còn đâu đó vẫn còn giữ lại được. Vì trong văn hóa Chăm cái đặc tính tâm linh nó rất là lớn và cái mất nó âm thầm nhưng nó lặng lẽ chính là cái đặc tính tâm linh bên trong đó. Bây giờ người ta có thể tập đánh trống và đánh ở ngoài quán, đánh ở resort, nó có thể là lương rất là cao nhưng người ta chỉ cần một vài giai điệu thôi. Thì nếu mà đi theo hướng đó mình sẽ mất đi cái sự kết nối. Nhưng qua cái việc thực hiện dự án này, mình cảm giác của mình về sự phát triển đồng đều, nó có nghĩa là mình mang lại những cái giá trị thực sự đến với ban đầu chỉ là một số người, nhưng qua việc nhận thức cái giá trị này, những người đó đã có những cái chuyển biến nội tại
nghĩa là họ quan tâm tới một cái gì đó ở tầng sâu hơn. Dự án tương lai của truyền thống là một dự án mà em cùng với những người bạn của mình lập ra để với mong muốn tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống, văn hóa bản địa, và bọn em cùng với những cái người nghệ sĩ trẻ có những cùng những cái mối quan tâm và đến từ những cái background khác nhau, từ âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt hay thị giác, thì bọn em muốn tìm tới cái nghệ thuật truyền thống ở đây. Vì sao? Bởi vì là bọn em muốn tìm lên cái tiếng nói cá nhân trong cái thực hành sáng tạo của mình. Có 54 cái loại hình văn hóa khác nhau và có rất rất nhiều thứ được kết tinh ở trong đó. Nó chuyên trở những cái thứ mà mình nghĩ rằng là nếu ở trong thời điểm hiện tại mình không làm, công ty mình không làm, những người bạn của mình không làm, thì ở trong tương lai thì nó sẽ biến mất. Và nó chắc chắn sẽ biến mất nếu mà không có nhiều cái sự chung tay của các nghệ sĩ, những cái cá nhân, những cái cộng đồng ý thức được điều đó, và với những cái sự trợ giúp cũng như là của hội đồng Anh, thì cái điều đó nó tạo ra một cái môi trường nó không phải là quá là mạnh mẽ, nhưng mà với cá nhân mình nó là một cái môi trường mà nó cần thiết với Việt Nam trong thời điểm này. Thank you.